từ mới của tao. Mày hỏi mày hỏi ý kiến bé bảy chưa? Hỏi rồi, nó bảo gật đầu. Bé bảy có đồng ý thì theo nó làm đệ tử không? Không. Thấy chưa? Mày vừa nói mày thế mày lừa tao. À thì mày ngu như bò, à, mày đứa trẻ lừa. Mày muốn bé bảy đi theo mày để làm spy mini chứ gì? Đúng rồi, làm sao? Để lần sau tao suy nghĩ để hỏi ý kiến bé bảy nhiều hơn. Đồ vậy nha, spy. Không. Bé bảy. Nhưng mà nhìn bé bảy này đặc dẻo đó. Mày chê bé bảy nhà tao á? Thế vậy nhà tao là... Xong lên cho biết tay đi thầy á. Xong đi, xong đi, xong đi, xong đi. Xong đi. Cho biết tay mà sao lại cho biết chân đây. Oh, oh. Oh no, oh no, thầy ơi, thầy ơi. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Anh Nam ơi, đi tìm cái kia kìa. No, 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 sang bên này. Sao anh Nam mặc ngược vậy? Thôi vào đây đàm phán tí đây. Đàm phán gì? Phán gì? Đi mày, cái đi mày. Spy không đi giải cứu thế giới thì mày còn đến đây làm tao phiền bọn tao. Tao quái rồi đâu mà giải cứu quái mà giải. Tao còn thấy chúng nó đẻ ngoài kia đấy kia kìa. Nó đẻ thì nó đẻ ở đứa nào trong việc đứa đấy. Đẻ mày chúng đây kia kìa. Mày có chẳng biết là chúng nó ở những nơi nào mà mày đại diện á. Chúng mày có đẻ không? Chẳng hạn tao để tao đi đấy đẻ ra để tao diệt tận gốc rồi. Ôi giời, có mà không đánh được thì nói luôn đi. Còn mày rồi, mày sao mày không đánh đi không hỏi tao? Tao chẳng có tao nhường mày thôi. Này, thế thì tao solo luôn. Solo mày hả? Solo mày mày ngã hả? Hay bây giờ nhá, mày nằm yên để cho bọn tao đánh mày. Xong rồi tao bọn tao nằm yên để cho mày đánh lại. Ừ, đánh nhưng mà nhưng mà phải để bọn tao đánh trước. Không, xì thế xì đi. Không xì. Xì. Ôi, thế thì thấy mày thua rồi. Thua rồi, đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Đánh đi. Đâu đây? Đâu đây? Thế là bọn tao đánh rồi. xíu mồm mà quê chẳng quê không quê thua tao rồi thôi thôi mày không phết mày vừa thua sao xương này cứng à hai mình chặt xương nó ra đi. Ừ, han đi ninh cháo đi nghe sao cứng không làm sao béo hơn chúng mày nó thế mày tao cơ bắp này cơ mà sao mày gầy đấy tao không cho mày ăn à đâu mày cơ bắp hồi nào à thằng này ăn hết của thằng này. À, thằng này bắt nạt thằng này. Người ta to đúng. Như này, người ta to như này, mày biến đi. Eo ơi. Nhìn xem. Khoái ra chú mẹ cho mấy thằng này tranh hết, trong nhà vệ sinh này thằng này tranh hết ship của thằng này. Ừ. My God. Thế là thằng kia. No, 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 no. Thằng này còn uống được mỗi nước đái thôi, thằng này ăn hết ship. Chứ bảo chúng ta cướp nước đái à? Ừ. Mày thích gì? À, bảo vệ chi em à. Không ai bảo vệ đâm luôn. Này, đúng rồi, tí cho mày chơi thì trong đấy chi ra làm gì. À, tao không có xử lý mày đâu á. Anh Nam ơi, anh Nam, sao anh ngồi đây? Anh không giúp đỡ chị cha ra đi. Chị cha ra chứ. Không được kệ. Thì mới bảy kia, thì mới bà đây đi. Một mình chị không làm gì được. Mày đàn anh mày đi vào nhà vệ sinh tao không? Anh bố giờ đứng rồi. Quả chất á. Cái gì? Ê, hôm nay tao mời đến, mời chúng mày đến nhà tao ăn một bữa tinh sát. Thật không? Chị ơi, nhà, nhà mày có xoài không? Ừ. Không. Nó toàn ăn cái đấy thôi, mình không đi theo nó, mình hơi chả có lòng tốt của mày. Tao không cần cơm. Còn món đấy là hai đấy cách quý. Không, tao không cần làm khách viên. Chúng mày để chúng mày ăn đi. Tại sao vậy? Chúng mày muốn ăn gì? Không. À, chúng mày ăn gì đi, đi, tao dẫn đi. Đi. À, đào. Nhưng mà nghe giọng của mày tao thấy giống hai cái thằng giang hồ thế nhỉ? Giang hồ cái gì giang hồ? Spiderman. Không, nghe giống giang hồ lắm. Cái gì làm sao? Lột mặt hứ. Đang là Spider-Man, giang không biết. Chúng mày có phải bọn giang hồ đến đây quấy nhiễu bọn tao không? Không phải. Thằng giang hồ là thằng nào? Không biết. Tao không biết. Thằng giang hồ nó sắp phải chặn đường bọn tao. Đang là Spider-Man. Một thằng đứng nghĩa tao chỉ cho thằng giang hồ đâu lại được. Thằng giang hồ ấy. Đi ra. Thằng bé đấy. Nó thằng giang hồ. Ừ, nó cái thằng. Bỏ tay ra, đứng bỏ ra để tao đứng cái này lại đi tao nói tao rõ. Không được giữ, tao sợ. Đấy là cái thằng đấy đi. À đấy là thằng đấy hử? Anh Sáu ở đánh
đánh đi, đánh mông, đánh đi, đà đánh đi anh ơi. Đánh đi. Đánh đi. Chưa, em đá cầu. Em đá cầu. Đá hả? Chúng mày đến đây làm phiền. Đúng rồi hả? Đúng rồi. Thấy thằng này thôi. Thế à? Mày cốt. Mặt nó đâu? Sao mày xấu hổ à? Sao mày làm nên mày lừa tao à? Ngại ngùng à? Ngại ngùng à? Ơ cô gái. Lừa tao à? Thẹn thùng kia. Sao mày thẹn thùng? Mày quê à? À sao? Hình như ngại hay sao ấy, thẹn thùng đáng yêu. Ừ vậy. Ốp. Mày là mày à? Mày nói lại mày tạo hình ngầu ra xem nào. Spiderman này yêu đuối lắm, Spiderman con gái mà. À thế mày làm cho xem nào. Được, để tao nào nhá. Ok. Nhưng mà tao quên rồi. Làm, nhanh. Ơi. Tạo hình ngầu đi đây xem nào. Đúng rồi. À. Bây giờ tao đếm 1, 2, 3, 2 thằng tạo dáng ngầu. Được. Để tao xem thằng nào ngầu hơn tao thưởng cho. Được. 1, 2, 3. Nè. Thế là Spiderman gái làm sao mà ngầu được. Ừ chứ. Con này dẻo như. Dẻo nhỉ. Làm lại. Để rồi. Xem nó có ngầu lại hơn nào. 1, 2, 3. Được chưa? Chúng giặt dẻo. Tao thấy hai đứa chúng mày không có thằng nào xứng đáng được cái phần thưởng này của tao hết. Đúng rồi. Thôi đi vào ăn cứ tiếp đi. Được luôn, nó đã để mình đi. Ôi mày ăn cướp à? Đi. Đi ăn cướp. Đi. Ê, tao không nói với chúng mày là tay tao tật cướp mày là sao rồi. À, bọn này ở bến à. Nếu mà bé bảy đi à. Tao đứng chơi với bé bảy nữa. Bé bảy thôi, bé bảy nên được tha cách và cách ly. Vì bé bảy đang bị ô nhiễm. Bé bảy chính là một nguồn ô nhiễm. Ô nhiễm bé bảy. Đúng. Ô nhiễm nguồn bé bảy. Thôi mình đi đi, kinh quá, được đi không? Chưa. Không đi cả. Thế vậy mình ở đây mình ngửi kích bé bảy. À, người mua bé bảy hả? Hay mình gọi triệu hồi nó ra tiếp đi. Ừ, em triệu hồi tiếp đi. Triệu hồi nó làm gì? Triệu hồi tiếp để kêu tiếp đấy. Để nó thu phục lại hết cái mùi của bé bảy lại chứ không vừa hãm thì người rồi bé bảy. Triệu hồi anh nào đánh đấm triệu hồi. Nào triệu hồi nó chạy lên để nó lấy lại hết cướp trên người bé bảy lại. Nào 1, 2. Triệu hồi. Hả? Ừ. Nà, bốn bà là được chứ bộ. Nà. Phải để một mình anh bốn làm mới được chứ. Bảo sao? Đám cưới. Này làm đi anh bốn. Anh đám đi. Bốn. Ok, được rồi. Bốn. Nó ra thật kìa. Ờ, sao lại quay lại nữa? Mày vẫn nô, mày lại. Hình như mỗi lần chị em mỗi lần nó thu nó xuất hiện là nó quên hết cái ức chẩn trước. Ừ nhỉ. Tao làm người. Mày đã. Ê mày ơi, bây giờ bọn tao cần sự mày giúp đỡ. Giữa cái gì? Bé bảy nhà tao đang bị dính cứt. Hồi, mày hút hết cứt bé bảy ra cho tao. Tối thế. Kinh nha. Này cái đứa này. Kinh quá, chạy đi. Yêu ơi. Mày biết không, vừa nãy là hai thằng Spiderman nó đến nó bôi cứt phải bé bảy. Bây giờ tao gọi mày đến để thu phục hết cứt lại cho bé bảy thơm lại từ đầu. Hai cái thằng đấy nó thối thối lắm. Ừ. Thằng nó bốc mùi nó đi đâu, nó bốc mùi đấy chứ bọn mày. Thế bọn tao có thơm không? Bọn mày cũng có mùi y như vậy. Nè, ngửi đi. Không thèm. Chê. Nhìn bọn tao như này mà. Nè, bây giờ chúng mày tạo dáng thử xem có giống hai thằng vừa nãy tao gặp không? Không. 1, 2, 3. Làm lại. 1, 2, 3. Nick cái bọn này. Kinh tởm. Cho ra nhỉ. Đây, tao tạo bản dẫn nhá. Ừ. 1, 2, 3. Bây giờ các anh đứng dậy. Các anh đứng hết dậy cho em. Các anh thuy một phát tạo dáng này xem ai tạo dáng ngầu nhất. Em sẽ trao cho người ấy một quả xoài. Thôi mấy anh vào đi. Vào đi. Ôi dồi, cứt rớt cho em. Vào đi, nhanh lên. Anh đứng đây sao nó cao bằng. Mặc áo của anh bảy à. Mặc hết áo của các anh à. Trời ơi, không đứng lên mà vẫn cao. Không, mặc cẩn thận vào. Chưa đẹp. Dép mới được em ạ. Áo phải áo sơ mi anh nhá. Ôi trời. Ôi trời ơi. Chúng mình làm phát cuối nào. Cảm ơn tao mẹ. Ôi.
Tao nhìn bên chỗ mày giặt dẹo thế. Mày đừng có chê bên bọn tao. Các anh ơi, đứng xếp hàng vào cho em. Nhìn giặt dẹo đó. Đúng một vòng tròn ấy. Mà sao mà đúng vòng tròn em không theo được. À, đừng đứng lên đấy. Anh Năm đi lại chỗ ghế này. Ok. Nào. Thôi không để anh ngồi ghế cho nó ngồi. Spider-Man ngầu nào. Chắc đang các anh ơi, em đếm 1, 2, 3, tất cả mọi người tạo một cái dáng thật ngầu để cho em lưu lại giữa lại khoảnh khắc nào. 1, 2, 3. Biết bấy chưa ngầu? Làm lại. Nào, 1, 2, 3, ngầu. Ủa rồi là ngầu giữa chưa? Thôi hai đứa cho mày biến về đi, tao ngầu được rồi. Thì mà nói là chúng mày chặt dẹo lắm, tao đi về đi. Này á, không biết là chặt dẹo đâu, ra đây mà chê người ta. Hôm nay có tôi nói nhiều không? Tao thích nói nhiều đấy. Cắt lụa đấy. Thôi mày cắt đấy, mày cắt này đi cút về đi. Cút về đi tìm quái vật của mày tiếp đi. Cô đi về này thú. Nhanh đây, hôm nào bọn tao có quái vật đến bắt thì nhớ phải giúp đỡ nha. Ok. Bọn mình cũng đi về đi ăn cưới đây. Đi về đi nhá. Em đi ăn cưới đây, chắc ra đi ăn cưới không? Em không. Thế tao đi ăn cưới đây. Tao mặc về đẹp chưa? Đẹp rồi. Dép về đẹp chưa? Dép phải được không? Được. Thiếu cái dây da đấy. Ừ, ok nhá, để chị gôi qua cái đầu nhá. Ok.